để khích lệ và giúp con luôn tự tin trong học tập. Một bà mẹ sống tại bang Texas, Hoa Kỳ đã nghĩ ra cách làm hoàn hảo khiến nhô viên của con không khỏi bất ngờ. Trong tiết dạy của mình, cô Amanda Cook, nữ nhô viên tiểu học ở Belmont, Texas ngỏ ý định mượn những cây bút chì của học trò. Thấy vậy, một cậu bé đã đưa cho cô nhô những cây bút của mình. Điều bất ngờ, khi thu được cây bút từ học trò, cô Amanda Cook phát hiện thấy ở phần đuôi của mỗi cây bút đều có viết những lời khích lệ, động viên. Lúc ấy tôi thế hệ biết là mẹ của học trò đã dành thời gian để viết ra những lời này, cô Amanda nói. Tò mò, cô nhô trẻ đề nghị với cậu bé cho xem những cây bút chì còn lại. Những dòng chữ được viết trên 21 cây bút chì khiến trái tim cô như tan chảy. Những dòng chữ đặc biệt người mẹ viết trên 21 cây bút chì của con. Mỗi dòng chữ của người mẹ này đều mang ý nghĩa khích lệ, động viên con. Năm học này sẽ là một năm hoàn hảo. Con là đứa trẻ rất tài năng, con rất có năng lực sáng tạo, con rất giỏi giải quyết vấn đề, con sẽ làm được, con giỏi lắm. Mỗi ngày mẹ đều tự hào vì con, mẹ yêu con. Ấn tượng với những lời động viên của vị phụ huynh dành cho cậu con trai nhỏ, cô Amanda đã chia sẻ bức ảnh này trên trang cá nhân của mình và viết rằng, nhờ mẹ mà cậu bé đã biết được lạnh trị của phiên bản thân mình. Có lẽ người mẹ chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng đại dương để viết những lời này, nhưng việc làm ấm lòng của cô đã giúp cậu con trai cảm thấy có động lực hơn vì luôn được mẹ động viên, khích lệ. Cô Amanda cho rằng, với nguyên tắc này, phụ huynh có thể làm tăng sự tự tin trong trẻ. Các bậc phụ huynh cần cho con trẻ biết rằng có người luôn tin cậy và cảm thấy tự hào vì chúng. Hãy thử tưởng tượng khi có người khen con người chơi học giỏi và chúng xứng đáng được yêu thương, các bé sẽ có biểu cảm gì? Cho nên, mỗi đứa trẻ đều cần biết được lạnh trị của phiên bản thân. Đây chính là lý do mà tôi làm nhô viên, cô Amanda nói. Bài viết của cô Amanda sau khi được đăng tải đã thu được trên 300.000 lượt chia sẻ. Có người còn quyết định sẽ hưởng ứng cơ chế này nhằm khích lệ con của mình, đây là một ý kiến rất hay. Tôi mong người mẹ này sẽ không lưu ý nếu tôi làm theo cô ấy. Theo Mirror.